Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với Fastcar, trung tâm mua bán sơ tô đồ qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2023, chính thức áp dụng nghị định mới của chính phủ, nghị định số 41 năm 2023, nghị định chính phủ chính thức giảm 50% thuế trước bạ cho cái ô tô mới lắp ráp trong nước nha. Và cũng theo tình hình thị trường á, thì cập nhật thêm một thông tin cho các anh chị nữa, đó là cũng ngày hôm nay sẽ chính thức là có áp dụng việc biển số theo mã định danh cho các anh chị mình luôn. Phải nói là sắp tới sẽ có rất nhiều thay đổi trên thị trường xe ô tô mới và ô tô cũ. Chắc chắn khi thị trường ô tô mới giảm thuế trước bạ thì thị trường ô tô cũ giá cũng sẽ đao xuống. Nên tại Fastcar ngày hôm nay sẽ tặng 100% thuế trước bạ cho các anh chị mình luôn. Trên video ngày hôm nay Mai báo giá sẽ là bao sang tên cho các anh chị mình luôn, nên các anh chị mình yên tâm nhé. Và hôm nay cũng vào đầu tháng rồi, Mai sẽ lên đây để cập nhật cho các anh chị tình hình giá bán xe, tất cả các dòng xe đang có tại Fastcar cho các anh chị mình tham khảo và nắm bắt giá thị trường, để trước khi quyết định mua xe mình có một cái nhìn toàn diện nhất, cũng như là tham khảo được giá xe cũ, giá xe mới thị trường đang bán bao nhiêu, để cảm thấy là mua chiếc xe không có sợ bị hớ các anh chị nhé. Bởi vì mua xe cũ lúc nào cũng sẽ lợi hơn cho các anh chị so với việc mua xe mới khá là nhiều đó. Mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe mà rất là nhiều anh chị quan tâm tìm kiếm, đây là dòng Kia Seltos đời 2021, hiện tại đang bán với giá là 659 triệu. Giá này bao sang tên cho các anh chị mình luôn. Tuy nhiên là xe này biển số tỉnh, các anh chị ở Sài Gòn thì thêm giúp em 20 triệu tiền biển số nữa là ok ha. Rồi dòng này thì hiện tại là bên em đang còn hai xe nữa, một chiếc màu cam đen cũng phiên bản premium giống này luôn, và một chiếc màu trắng biển số Sài Gòn nữa. Các anh chị nếu mà đang tìm những chiếc xe 5 chỗ gầm cao của dòng Seltos này hay các dòng xe khác thì nhớ ở lại xem video với em nhé. Tiếp đến là một chiếc xe cũng của hãng Kia luôn. Đây là dòng Kia Cerato đời 2018. Xe này thì mới vừa về được vài hôm thôi và giá rất là tốt các anh chị. Bởi vì chắc chắn là trước khi mình lấy con xe về bán thì bên Mai phải tham khảo giá thị trường các salon bán như thế nào, thì mới dám thu xe này về bán để coi thử khả năng mình bán ra được khoảng tầm bao nhiêu, có lợi nhuận hay không ha. Xe này hiện tại bên Mai đang bán với giá chỉ có 469 triệu thôi. Xe đi loanh quanh khoảng tầm 40 ngàn, 39-40 ngàn km các anh chị nhé. Biển số 86 là ở Bình Thuận các anh chị, màu đỏ rất là đẹp. Phiên bản này là 1.6 số tự động nha, rất nhiều option, có cho mình cửa sổ trời nè, có sạc không dây nè, dàn lạnh tự động hai vùng luôn, và thuộc phân khúc CNC nên sẽ rất là rộng rãi nha. Tiếp đến là một chiếc xe siêu lướt luôn các anh chị, Mazda 6 đời 2022, đi mới có 2.000 km thôi, phiên bản premium. Xe này hiện tại là đang bán với giá là 769 triệu. Các anh chị ở tỉnh thì bên Mai sẽ bao sang tên cho mình luôn nha, ở thành phố thêm 20 triệu tiền biển số đó. Tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh thì mặc định theo nhà nước là đã có 20 triệu tiền biển số rồi, nên thường các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên lấy xe biển số thành phố Hồ Chí Minh giúp Mai nhé. Tiếp đến cũng là một chiếc xe ở phân khúc CNC với giá rất là mềm. Con này là Chevrolet Cruze đời 2017 số sàn. Xe này được cái biển số thành phố luôn, đi 34.000 km thôi. Đó, bao sang tên cho các anh chị mình luôn nha, 336 triệu thôi. Tiếp đến là Outlander nè, con này một chủ sử dụng từ đầu đời 2014, nhập khẩu Nhật Bản nguyên chiếc. Xe này đang bán với giá là 456 triệu, 5 chỗ các anh chị nha, máy 2.0, đi 103.000 km rồi. Đúng chuẩn mà thời điểm đó các anh chị biết Outlander lăn bánh 800 mấy 900, nhưng mà bây giờ còn khoảng nửa giá thôi. Một chủ sử dụng từ đầu rất kỹ luôn nha. Tiếp đến là còn dòng xe một chiếc Lancer dành cho anh em mà hội GDM nha. Mitsubishi Lancer đời 2009, xe này đang bán với giá là khoảng loanh quanh hơn 300 các anh chị nha. Loanh quanh hơn 300 thôi, đổ rất là nhiều đồ chơi. Xe này đăng kiểm còn dài, các anh chị mình vô tư xài nhé. Mai chia sẻ thêm đó là bên Mai sẽ có những cái chính sách như là bao cho các anh chị quay đầu, nghĩa là khi các anh chị mua xe bên Mai sau này muốn lên đời đổi xe thì các anh chị yên tâm là bên Mai luôn thu xe lại cho các anh chị mình nhé. Và bao test hãng nữa, khi mà mua xe qua sử dụng thì Mai cũng khuyến khích các anh chị nên đi kiểm tra ở một đơn vị thứ ba, như là những cái đơn vị giống như bên Mai nè, chuyên kiểm tra xe qua sử dụng như là Easycar nè, Fastcar nè, Hà Nội Car nè, Sài Gòn Car nè, rất là nhiều luôn.
mình qua mình kiểm tra xe đi, hoặc là vào chính hãng ví dụ như Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Chevrolet để mình kiểm tra xe trước khi chốt xe, trước khi ký mua bán, cảm thấy yên tâm hơn ha, và chắc chắn được tình trạng xe của mình trước khi lấy về nhé. Tiếp đến, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao với tầm giá chỉ ngang với i10 thôi mà mình có được cửa sổ trời nè, có ghế da nè, gầm cao máy 1.5 luôn. Đây là dòng EcoSport bản Titanium đời 2014, xe biển số Sài Gòn luôn các anh chị. Mùa mưa này nè, nếu mà các anh chị ở khu vực mà hơi dễ bị ngập nước chút xíu thì nên lấy xe gầm cao để mình đi lại cảm thấy tự tin hơn và thoải mái hơn nhé. Còn nếu các anh chị không có sợ về vấn đề đó, ví dụ mình ở những khu vực mà không có bị lên nước nhiều quá, thì cứ lấy những dòng nhỏ nhỏ như thế này để mình có chui phố rồi này kia, nó cũng dễ hơn. Thật sự luôn là trải nghiệm thực tế của Mai là 3 ngày vừa rồi Sài Gòn mưa rất nhiều. Ở bên khu vực Thủ Đức của Mai nước thì nó không lên quá nhiều đâu, nó chỉ khoảng sắp sắp như thế này thôi. Nhưng mà mình đi mình cảm thấy cũng hơi rung các anh chị, tại vì đường Sài Gòn các anh chị biết là có những đoạn mà trong hẻm nó xuống cái hụt một cái cảm thấy hơi đầu tiên chút xíu ha. Đó, nên là nếu mà được ở Sài Gòn thì Mai cũng khuyến khích các anh chị nên lấy gầm cao. Gần như là 2-3 năm đổ lại đây Mai thấy các anh chị rất là chuộng xe gầm cao luôn. Còn kẹt xe nữa các anh chị, mua xong là kẹt xe dữ lắm. Nên mà nếu có điều kiện và đang có nhu cầu mua xe trong năm nay, phải nói đây là thời điểm vàng để mua xe luôn. Xe mới thì giảm thế bạ, xe cũ chắc chắn sẽ phải đao giá xuống thị trường, xuống cực kỳ sâu luôn. Phải nói là chạm đáy luôn rồi các anh chị, không còn gì để xuống được nữa đâu. Nên là mình tranh thủ mua xe sớm đi phục vụ gia đình và chăm sóc sức khỏe cho các bạn nhỏ trong gia đình nhé. Tiếp đến là một chiếc xe ở phân khúc B, giá mềm, đời cao, đi cực kỳ lướt luôn. Đây là Kia Soluto đời 2022, đi mới có 4.000 km thôi, chuẩn một chủ sử dụng từ đầu nha. Đang bán với giá là 399 triệu, bao sang tên cho các anh chị khách hàng ở tỉnh luôn. Còn các anh chị ở Sài Gòn thêm cho Mai tiền biển số là xong, thế bạn này kia bên Mai lo hết. Rồi tiếp bên này, đây xe anh khách vô xem con Tucson nữa các anh chị, thông cảm nha. Ở bên này là con Kia Morning đời 2022 bản Luxury các anh chị, đang bán với giá là 376 triệu nha. Xe này đi được khoảng tầm 31.000 km rồi. Được cái biển số Sài Gòn khá là dễ nhớ nè, 51K15315. Được cái biển số này cũng hay ho lắm các anh chị. Ở phiên bản này là số tự động máy 1.2, tiêu hao nhiên liệu khá là khiêm tốn, chỉ loanh quanh khoảng tầm 5 lít cho 100 cây thôi. Đi lại trong đường Sài Gòn thì vừa nhỏ gọn, dễ xài, trang bị ở sân cũng khá là đầy đủ, từ màn hình cho đến ghế da rồi. Nếu gia đình tài chính mà hẹp hẹp một tí xíu, khoảng tầm 120-130 là đã có thể lấy xe này rồi nhé. Bên Mai có hỗ trợ trả góp cho mình luôn, tài chính các chị loanh quanh 120-130 là lấy được xe này rồi. Thủ tục trả góp cũng khá là đơn giản, cần cho Mai là căn cước công dân nè, đăng ký kết hôn hoặc là giấy xác nhận độc thân là được nhé. Về thủ tục vay, quy trình vay thì các anh chị có thể đặt cọc, Mai làm hồ sơ cho, rồi ký giấy tờ, ký mua bán này chỉ sang tên là bên Mai sẽ có hỗ trợ cho các anh chị mình làm hết nha. Rồi đi tiếp các anh chị, phía trên này, con này là Mazda 3 đời 2022 bản Premium các anh chị, Premium Sport 5 cửa nha. Xe này màu đen, full đen luôn, rất là thể thao. Con này đi khoảng tầm 19.000 km, hiện tại bên Mai đang bán với giá là 676 triệu nè. Hiện tại Mazda 3 bên Mai còn một chiếc nữa màu đỏ bản Sedan, giá mềm hơn, 646 triệu. Ba sang tên, ba thế bạ cho các anh chị mình luôn nhé. Innova 2021 giá là 698 triệu, còn bớt còn thương lượng cho các anh chị mình luôn nha, hỗ trợ bao rút hồ sơ, bao thế bạ cho các anh chị mình luôn nè. Innova thì quá quen thuộc với các anh chị mình rồi, và hiện tại là bên Mai đang trên đường về, vẫn tiếp tục về xe cho các anh chị một chiếc Innova đời 2019 nữa, với giá là 576 triệu, đi khoảng 53.000 km thôi, một chủ sử dụng từ đầu các anh chị, biển số tỉnh màu đồng ánh kim rất là đẹp. Anh chị mà đang quan tâm hay đang có nhu cầu tìm một chiếc xe nào đó thì có thể comment nhu cầu của các anh chị bên dưới. Mai khi mà bên Mai có xe về á, bên Mai sẽ ưu tiên gửi thông tin cho các anh chị để có thông tin sớm, chết sớm nhé. Rồi tiếp đến cũng là một dòng xe 7 chỗ luôn. Xe này phải nói là khá là thông dụng các anh chị nhé, dễ xài vừa tiền nè. Suzuki XL7 đời 2021, đi được chiếc này đi được 10.000 km thôi, bên Mai đang bán với giá là khoảng lan quanh trên 500 chút xíu, con này như là 540, 550, lan quanh tầm đó nha. Giá bán xe này Mai sẽ để dưới phần comment cho các anh chị mình đi, tại vì quên kho 6 mấy 7 mấy xe rồi các anh chị, thật sự không thể nhớ hết, tại vì XL7 bên Mai đang còn 2 xe lận.
Tiếp đến là một chiếc Fortuner máy xăng số tự động đời 2017 giá là 719 triệu nhé. Con này đẹp lắm các chị, màu đen nè. Đó, con này lóc cửa hết rồi, máy xe phía trước này bên mai lóc cửa hết rồi. Tiếp đến sẽ là hai chiếc xe ở phân khúc MPV cỡ lớn cực kỳ rộng rãi máy dầu. Đây là Kia Sedona đời 2018 máy dầu bản full đang bán với giá là 848 triệu. Và Kia Sedona đời 2021 máy dầu bản full luôn, giá 1 tỷ 038 triệu. Có bao thế bạ cho các anh chị mình luôn trên hai chiếc xe này, yên tâm nha. Dòng này thì vừa rộng rãi nè, đi xa đi full người để đồ vô tư thoải mái luôn, và option cực kỳ nhiều nhé. Hiện tại Sedona bên Mai còn một chiếc đời 2016 nữa ở phía kho dưới, máy xăng bản full giá chỉ loanh quanh 500 mấy thôi. Tất nhiên rồi, xe ở phân khúc lớn cỡ lớn thì cần máy lớn và tiêu hao nhiên liệu cũng sẽ cao hơn nhé. Tiếp đến phía dưới này, CX5. Cái dòng này phải nói là ở cái năm này rớt giá khủng hoảng luôn các anh chị. Mà việc sử dụng là cái từ rớt giá khủng hoảng luôn. Khi mà xe mới 2022 được rồi bên hãng họ giảm đến 130-140 triệu thì buộc thị trường xe cũ bên Mai cũng phải xuống thôi. Với thời điểm mới con này về là bên Mai rao với giá loanh quanh khoảng gần 600 và hiện tại đang giảm chỉ còn có 566 triệu thôi các anh chị nha. Mazda CX-5 đời 2016 bản 2.5 một cầu số tự động. Hiện tại Mai còn xe 2017 và 2018 nữa đang ở kho phía sau. Lát nữa ra phía sau cho các anh chị mình xem. XL7 đời 2020, xe này hiện tại là giá niêm yết bên công ty đang là 526 triệu nha. Đi mới có 30.000 km thôi, màu đỏ khá là đẹp. Xe này thì sẽ còn bớt còn thương lượng cho các anh chị mình nữa nha. Rồi mình đi qua dãy bên kia, chỗ này nó hơi chật. Rồi mình sẽ đi xuống phía dưới bên kia luôn các anh chị, phía dưới phía sau ha, còn hai kho nữa cho các anh chị mình tham khảo nha. Phía dưới này là bên này là khu vực mà để vệ sinh dọn xe trước khi mà giao xe cho các anh chị. Đây là bên Mai là con Sonata hôm trước đó các anh chị, đang cho đánh bát để chuẩn bị giao xe ha. Bên trong này là phòng giao xe chụp ảnh các anh chị ha. Rồi mình đi ra phía sau. Mình sẽ đi cái kho phía bên này trước các anh chị. Wigo số tự động 2019 này là nhận cọc đang làm sang tên này các anh chị. Đây Honda CR-V đời 2014 đi mới 62.000 km thôi. Xe này hiện tại đang bán với giá loanh quanh khoảng hơn 500. Như con này là 558 triệu các anh chị nha. Biển số 43 Đà Nẵng, nhưng mà các anh chị không phải lo đâu. Xe bên Mai là để được cái anh kỹ thuật kiểm tra xe rất là kỹ rồi. Mới bao test hãng, bao test thầy thợ cho các anh chị nên mình yên tâm nha. Xe này giá mềm đi ít các anh chị. Chất xe cực kỳ cứng. Phiên bản đó là phiên bản 2.4 full nha. Con này là Xpander 2021 nè. Xe này đi 29.000 km rồi, đang bán với giá là 549 triệu nha. Màu nâu đó mai còn một chiếc 2019 nữa đang ở chi nhánh Bình Tân. Xe đó thì bán với giá chỉ có 499 triệu thôi. Và Xpander mai cũng đang về một chiếc là màu trắng đời 2019 số tự động bản Limited. Xe đó thì giá là 509 triệu nha. Xpander mấy hôm nay về liên tục và bán liên tục các anh chị. Mai có hôm kia là về chiếc hôm qua chứ về chiếc màu đen nhận cọc rồi nha. Đang còn một chiếc 2021 nữa màu đen nữa, đen quá trắng nguyên xe luôn, đang dưới kho Bình Tân. Bên này con này là chiếc Xpander Cross này bán rồi, 2020 bán rồi ha. Honda Brio đời 2019 giá là 399 triệu bản RS. Tiếp đến Soluto 2020 nhận cọc rồi nè. Tucson 2018 phiên bản 2.0 đặc biệt full option luôn. Giá mới con này ở thời điểm trước mới bán lăn bánh nó là 907. Hiện tại con này 2018 nha, mà bên Mai đang bán với giá chỉ có 658 triệu thôi. Sẵn biển Sài Gòn luôn, ba sang tên cho các anh chị mình ha. Phía sau này tiếp tục sẽ là chuyên mục khoe những chiếc xe đã bán của bên Mai ha. Như là con Kia Carrera này là nhận cọc rồi nè, Innova nhận cọc rồi nè, Seltos nhận cọc rồi nè. Xe này là XL7 2020 đang chờ giải ngân ha. CX5 đang chờ sang tên, Sedona đang chờ sang tên. Phía bên này các anh chị, bên này mai còn một xe cho các anh chị nha. Xe này là MG5 đời 2021 bản Luxury. Xe này hiện tại là bên mai đang bán với giá chỉ có 499 triệu thôi nha. Đấy, MG5 các anh chị. Dòng đó rất là mềm mà trang bị option cực kỳ nhiều. Accent 2021 này bán rồi. Accent hiện tại mai còn một chiếc 2021 bản đặc biệt màu đen.
đi mới có nhiều đâu đó hai mấy ngàn km, đang bán với giá là 469 triệu nhé. Rồi mình qua bên này còn nhiều xe lắm các anh chị, tiếp tục là phía bên này, kho bên này mới nhiều xe nè. Một chiếc Seltos biển số Sài Gòn đời 2020 bản 1.4 premium full option, cửa sổ trời, màn hình, ghế da, ghế lái chỉnh điện đàng hoàng. Xe này hiện tại đang bán với giá là 649 triệu, bao sang tên cho các anh chị mình luôn. Sedona, Sedona máy xăng đời 2016 biển số Sài Gòn màu trắng luôn, con này đang bán với giá là 596 triệu các anh chị nhé. Kia K3 vừa mới về ngày hôm qua, con này đời 2021 phiên bản Luxury nhé. Xe này đang bán với giá là 556 triệu nhé. Và mai còn một chiếc K3 nữa màu xám các anh chị, đang ở chi nhánh Bình Tân, đời 2022 cao hơn tí xíu, 596 triệu nhé. Và Mazda CX-5 đời 2018 bản 2.0 đang bán với giá là 648 triệu, còn bớt còn thương lượng cho mình luôn. Tucson máy dầu này là nhận cọc rồi nha, 2021 nè. Con này là Fortuner TRD Sportivo đời 2015, xe này đang bán với giá là 578 triệu. Chiếc xe phải nói chủ xe dụ cực kỳ đẹp luôn, rất là kỹ các anh chị. Nước sơn xe con này là phải nói còn zin được tới 85-90% cho một chiếc xe mà 2015 là phải nói rất là nhiều nha. Hilux đời 2015, xe này xuất sàn một cầu, hiện tại đang bán với giá chỉ có 439 triệu thôi, nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc. Bán tại của Toyota thì các anh chị biết rồi, rất là bền. Sorento đời 2016 máy xăng bản full, xe này hiện tại đang bán với giá là 576 triệu thôi nè. Sản xuống dưới này các anh chị, mà còn một chiếc xe nhỏ nhỏ giá mềm dưới này. Wego xuất sàn đời 2019 màu đỏ rất là cưng luôn. Xe này giá chỉ có 276 triệu mà có hỗ trợ trả góp luôn nha. Lanh quanh khoảng trăm mấy là lấy xe được rồi. Kia Sportage đời 2015, con này biển số 60 nhưng gốc Sài Gòn nha, đi 125.000 km rồi. Hiện tại đang bán với giá lanh quanh khoảng hơn 500 tí xíu. Như là mới giảm, chương trình đang giảm lanh quanh khoảng gần 500 thôi các anh chị là lấy xe được rồi ha. Phía trên này luôn các anh chị, sẵn qua phía này. Chevrolet Trailblazer máy dầu số tự động 2 cầu nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc, xe này đang bán với giá là 676 triệu, còn bớt còn thương lượng nha. CRV đời 2020 bản G đang bán với giá là 796 triệu, biển số 70 ở Tây Ninh, con này cũng còn bớt còn thương lượng cho mình luôn. Raptor nè, mấy hôm nay anh chị hỏi Raptor rất là nhiều, bên Mai đang còn 2 xe 2018 và 2019. Chiếc này là 2019 nè. Biển số A này là không niên hạn. Một số hôm bữa là Mai đăng lên có một anh khách hỏi Mai là cái biển số này khi làm sang tên á có bị đổi qua là biển số có niên hạn không, thì Mai nói là không nha. Các anh chị vẫn được tính là biển số không niên hạn, và con này là gốc Sài Gòn luôn. Nên anh chị nào ở Sài Gòn sẽ không tốn 20 triệu tiền biển số khi làm sang tên. Xe này hiện tại đang bán với giá là 978 triệu. Xe đi được 59.000 rồi. Mitsubishi Outlander 2021, Outlander được rồi về 4 xe, 2020, 2021, 2 xe, 2020 2 xe, 2021 2 xe, là bây giờ chỉ còn một chiếc này thôi. Xe này hiện tại đang bán với giá là 399 triệu, bản CVT số tự động đời 2021 nha. Rồi, Raptor, quên, hỏi con này Raptor xin lỗi, Ranger một cầu số sàn đời 2020, giá lên quanh hơn 500, có hỗ trợ trả góp, lên quanh khoảng tầm trăm mấy 200 là lấy xe được rồi. Dưới này là Kia Sportage đời 2013, xe này giá chỉ lên quanh khoảng tầm 300 mấy 400 thôi các chị. Ranger một cầu số tự động đời 2019 SLS nè. Con này 516 triệu biển số Sài Gòn luôn. Thật ra là bán tại biển số không quan trọng đâu các anh chị, trừ những con Raptor thôi. Này là Ranger quay chắc 3.2 2016, giá lanh quanh khoảng 620 các anh chị ha. Rồi phía bên này hết luôn rồi các anh chị, hết luôn rồi. Kho cũng đang còn trống kha khá chỗ này các anh chị ha. Bên Mai vẫn tiếp tục thu mua rất là nhiều xe qua sử dụng, nên các anh chị có xe không có nhu cầu sử dụng nữa, cần lên đời đổi xe thì liên hệ với Mai nhé. Bên em sẽ có hỗ trợ định giá xe miễn phí cho các anh chị mình luôn. Nghĩa là trước khi mà các anh chị quyết định bán xe á, thì alo cho em Mai trước một tiếng là anh chị đang cần bán xe, ví dụ như K3 đời 2021 bản premium, bản luxury gì đó, đi được bao nhiêu ngàn km, màu gì, biển số ở đâu, để khi mà bên em
Tức là khi các anh chị trước khi bán như vậy thì gửi hình ảnh thông tin em đi, em sẽ định giá xe cho các anh chị mình để mình biết được là giá thị trường đang bán bao nhiêu, đang mua bán khoảng bao nhiêu để tránh mình bị hớ. Khỏi lo bị hớ ha. Thì trước khi mua xe hay bán xe, alo cho em mang cái chiếc xe đó vậy đó. Thì giá nó khoảng bao nhiêu, em sẽ tư vấn chính xác cho các anh chị mình ha. Ngoài ra thì bên em có hỗ trợ giao xe về tận nhà nữa. Video ngày hôm nay chỉ là video tổng hợp thôi, em báo giá từng xe xe. Các anh chị mà ưng chiếc xe nào trên video ngày hôm nay thì cứ chụp màn hình lại, gửi qua Zalo của em số bên dưới á. Em sẽ sẽ báo giá, gửi hình ảnh thông tin chi tiết cũng như hình ảnh giấy tờ xe cho các anh chị. Ok thì cứ đặt cọc, em sẽ giao xe về tận nhà cho mình. Cọc cho em khoảng 20 triệu thôi. Em giao xe về tận nhà đi test hãng thoải mái nè. Kia, Mazda, Hyundai, Ford vô chỗ nào cũng được, test thoải mái. Đúng bên em cam kết xe không tai nạn, không ngập nước, không làm máy thì mình mới nhận xe. Thanh toán ký mua bán ký ủy quyền gần nhà các anh chị mình luôn, không cần phải đi đâu hết nha. Và hiện tại là bên em đang có hai chi nhánh. Chi nhánh em đang đứng ở đây là Thủ Đức. Thì qua ngày mốt thứ hai đầu tuần em sẽ tiếp tục cập nhật cho các anh chị giá bán của tất cả những chiếc xe đang có ở chi nhánh Bình Tân. Các anh chị nếu mà quan tâm thì nhớ follow kênh của em Mai nhé, để xem thêm và cập nhật thêm nhiều giá bán nè, cũng như là những chiếc xe mới đang về nữa. Và yêu thích video này nhớ cho em xin một like, comment, chia sẻ ý kiến của các anh chị mình bên dưới đi, hoặc chia sẻ video này đến những người thân, bạn bè, những ai đang có nhu cầu mua xe để tìm được một nơi thật là uy tín nhé. Và cũng chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã cùng tham khảo, cùng theo dõi kênh của Phát Ca, cũng như những anh chị đã ủng hộ Phát Ca trong thời gian vừa qua với một con số cũng nói là khá là may mắn trong thời điểm này, là khoảng hơn 50 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 6 vừa rồi, một cái thời điểm rất là nhạy cảm, mọi người đều đứng lại chứng lại để chờ cái thời điểm tháng 7 này thì mình mới bùng nổ hơn, đặt cọc cũng như là nhận xe để nhận được cái nhiều cái ưu đãi hơn từ thuế bạ, từ khuyến mãi hay gì đó nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.